Chào các bạn, ngày nay thì mình thấy rằng máy lọc không khí đã là món đồ thiết yếu cho mỗi gia đình rồi. Nó tương tự như là quạt, máy lạnh hay là cái robot hút bụi vậy. Và bây giờ với sự phát triển của công nghệ cũng như là sự ra đời của những thiết bị như thế này thì chúng ta đã có thể quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe, tới không khí trong nhà chúng ta. Hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn mình trải nghiệm một cái mẫu máy lọc không khí với thương hiệu là AirDog và đây là mẫu X5. Mình sẽ nói một chút cái trải nghiệm của mình cũng như là những điểm mình thích ở cái AirDog X5 này nhé. Đầu tiên về thiết kế thì các bạn thấy là AirDog X5 nó có một thiết kế hình vuông và cao như thế này. Nếu mà so với những mẫu máy lọc không khí trước đây mình sử dụng ấy, thì cái kích thước của nó nhỏ hơn, tức là chúng ta có thể dễ dàng đặt máy ở nhiều vị trí trong ngôi nhà. Ở phía trước của AirDog X5 đó là một cái bảng điều khiển trong cái dải màu đen này đây. Nó sẽ hiển thị cái thông số của không khí cũng như cái màu sắc ở phía dưới này để chúng ta biết được cái tình trạng không khí trong ngôi nhà, cũng như là một số cái tem mà nhà sản xuất dán ở đây để nói về những cái tính năng của cái AirDog X5 này. Đó, chúng ta thấy là X5 có một cái thiết kế rất là đơn giản vậy thôi. Dĩ nhiên là nó sẽ có một số những thành phần ví dụ như là cái khe hút gió hay là cái quai để chúng ta có thể xách nó đi. Và ở phía trên đỉnh này thì các bạn thấy đây là nơi mà cái gió nó sẽ được thổi lên này. Tức là khi mà không khí đã lọc sạch thì nó sẽ được thổi lên trên đỉnh này và nó sẽ lan tỏa ra khắp căn phòng của chúng ta, cũng như là cái nút nguồn ở đây. Về việc điều khiển X5 thì chúng ta có thể thao tác thông qua cái remote hoặc là ứng dụng ở trên điện thoại. Thông qua cái ứng dụng trên điện thoại này thì mình cũng có thể điều chỉnh được các chế độ hút gió cũng như là lên địch để nó tự động nó bật tắt trong mỗi ngày. Như mình ở đây thì mình đang để cái X5 này trong phòng làm việc của mình và mình sẽ lên lịch để nó tự động nó bật mỗi khi mình đến mình làm việc và nó sẽ tắt đi khi mà mình đi về. Tiếp theo thì mình sẽ nói về cái công nghệ mà cái AirDog X5 này nó sử dụng. Thì đây là cái máy lọc không khí đầu tiên mà mình sử dụng, nó sử dụng cái màng lọc là TPA thay cho cái màng lọc HEPA đã quá phổ biến trước đây với những cái máy lọc mà mình sử dụng. Như các bạn đã biết thì mình đoán là khoảng độ 99% những cái máy lọc hiện nay nó sử dụng cái màng lọc là HEPA. Với một cái màng lọc HEPA thì chúng ta thấy là nó sẽ có thiết kế như thế này và nó sẽ có những cái lỗ nhỏ li ti bên trong để nó bắt bụi cũng như là vi khuẩn hoặc là những cái bụi siêu mịn mà nó có thể lọt vào trong phòng. Nhưng mà với cái màng lọc TPA này thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem qua về bốn thành phần của nó. Đầu tiên nó là một cái lớp màng lọc thô, nó sẽ lọc những cái gì mà nó hút vào, ví dụ như là tóc hoặc là bụi hoặc là lông chó mèo gì đó, thì đó là những cái bụi thô nó sẽ được giữ ở đây. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến một cái màng lọc như thế này. Các bạn sẽ thấy đây nó chỉ là những cái dây kim loại nó nhỏ như thế này thôi. Nhưng mà thực ra thì đây là cái phần nó tạo ra cái trường điện áp cao. Thì các bạn thấy là trong cái tên gọi TPA của nó đó là Two Pole Active. Thì Two Pole tức là nó sẽ dùng hai cái cực điện để nó tạo ra một trường điện áp cao. Và cái trường điện áp cao này nó sẽ tác dụng lên bụi, lên vi khuẩn, lên những cái bụi siêu mịn hay tất cả những gì mà nó hút vào. Những cái bụi hay là những cái vi khuẩn đó sau khi nó được tĩnh điện thì nó sẽ đến một cái thành phần thứ ba, đó là cái lớp màng lọc ở đây, thì nó sẽ được giữ lại. Theo thông tin mà nhà sản xuất cung cấp cho mình thì AirDog X5 có khả năng lọc được kích thước bụi siêu nhỏ 0,0146 micron, tức là nhỏ hơn khoảng 20 lần so với lại cái màng lọc HEPA có thể làm. Ngoài ra thì nó còn có những tính năng ví dụ như tiêu diệt được hơn 99,9% vi khuẩn. Và lớp cuối cùng là than hoạt tính, như các bạn đang nhìn thấy ở đây. Nhiệm vụ của tấm lọc này là khử mùi để không khí đi ra được sạch sẽ nhất. Về cơ bản thì TPA sẽ là một màng lọc chủ động chứ không phải là thụ động như HEPA, tức là nó sẽ tạo ra một trường điện áp cao để nó bắt tất cả những cái vi khuẩn, những cái bụi mịn và nó được giữ lại ở cái bộ lọc cuối cùng này. Không giống như màng lọc HEPA, chúng ta sẽ phải thay định kỳ, tức là càng dùng nhiều được thời gian thay càng phải sớm, có thể là nửa năm hoặc là một năm hoặc là sớm hơn. Nhưng mà với cái màng lọc TPA này thì chúng ta sẽ không phải thay, tức là mình có thể sử dụng nó vĩnh viễn trọn đời kèm với cái máy này. Và hay hơn nữa thì cái bộ lọc này chúng ta có thể tháo ra để đem đi rửa, đi vệ sinh bằng nước và phơi khô và tiếp tục sử dụng. Nó khác với lại HEPA, khi mà HEPA không thể rửa và nó chỉ sử dụng được một lần mà thôi thì cái màng lọc này nó là vĩnh viễn. Thông qua cái bảng điều khiển này thì cái máy nó sẽ tự động nó nhận biết khi nào cái màng lọc đó bẩn và chúng ta cần vệ sinh thì nó sẽ hiển thị, hoặc là mình có thể vệ sinh nó hàng tháng định kỳ hoặc là nửa tháng một lần nếu mà muốn nó sạch, tức là chúng ta hoàn toàn có thể chủ động đi vệ sinh nó, hoặc là cái máy nó sẽ nhắc mình vệ sinh chứ mình không phải đi thay thế hay là mua một cái mới. Đó là cái hay nhất mà cái màng lọc TPA nó đem lại cho mình so với lại HEPA. Thêm một cái nữa thì các bạn thấy là cái màng lọc này nó không kín hoàn toàn như HEPA mà chúng ta vẫn có những cái khe hở ở phía giữa nó như thế này. Vì thế mà không khí nó rất dễ dàng để nó đi qua. Và nếu mà chúng ta sử dụng lâu dài thì nó sẽ không bị bụi bẩn, nó bám kít, nó thiết chặt những cái lỗ đó. Cho nên là cái luồng không khí sạch đi ra nó vẫn được bảo lưu. Với những cái máy có màng lọc HEPA trong thời gian sử dụng dài, cái bụi nó có thể nó bám vào thì khi mà cái máy nó hút và nó đẩy không khí sạch đi ra, có thể nó sẽ bị ảnh hưởng, nó khít lại. Cái luồng không khí nó sẽ không còn được như trước nữa, nó sẽ yếu hơn. Nhưng mà với cái X5 này, với màng lọc TPA thì cái luồng không khí nó vẫn được đảm bảo. Và trên thực tế thì trong quá trình sử dụng của mình thì mình chỉ cần để chế độ auto thôi, thì nó sẽ tự động nó điều chỉnh cái luồng gió nó đi ra, nó phù hợp với lại chất lượng không khí trong căn phòng. Mình thấy rằng khi mà mình để chế độ tự động thì cái độ ồn của cái máy này khá là thấp. Bởi vì như mình đã nói với các bạn rồi thì cái bộ lọc của nó không phải là kín hoàn toàn, mà nó vẫn có khe hở ở giữa để không khí nó đi lên một cách dễ dàng. Cái AirDog X5 này theo như công bố của nhà sản xuất thì nó sẽ tối ưu cho căn phòng với diện tích là 40m², công suất của nó là 55W và cho ra luồng không khí sạch là 350m³ mỗi giờ. Ngoài ra thì AirDog còn có những model khác ví dụ X3 hay là X8 hoặc là X5D để nó phù hợp và tối ưu cho những cái diện tích căn phòng lớn hoặc là nhỏ hơn.
Đó là cái trải nghiệm của mình với AirDock X5 khi mà mình đã sử dụng nó với lại cái văn phòng của mình. Về cơ bản thì đây là một cái máy lọc không khí với màng lọc TPA. Nó khác với HEPA, tức là nó sẽ sử dụng một trường điện áp cao để nó bắt bụi cũng như là vi khuẩn. Và chúng ta có thể rửa và vệ sinh cái màng lọc này bằng nước thông thường, sau đó đem phơi khô và tiếp tục sử dụng. Khi mà tìm hiểu trên trang web của AirDock thì mình thấy rằng những cái model máy lọc không khí như thế này có giá khá là cao, có thể là hơn 10 triệu gì đó, tức là nó cao hơn so với lại những cái máy lọc không khí với màng lọc HEPA hiện tại. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ loại bỏ được cái việc là thay thế màng lọc, chúng ta không phải mua những màng lọc mới theo định kỳ 6 tháng hoặc là 12 tháng. Vì thế mà mình nghĩ rằng với việc sử dụng trong một thời gian dài thì cái chi phí này nó sẽ tối ưu hơn. Chúng ta sẽ không còn phải lo phải thay màng lọc hoặc là bỏ thêm tiền ra cho những cái màng lọc mới. AirDock cũng được Cục Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA chứng nhận là sản phẩm tốt cho sức khỏe người dùng. Đây cũng là một trong số ít những thương hiệu có chất lượng đạt chuẩn FDA đối với các thiết bị điện tử. Về cơ bản thì mình hài lòng với AirDock X5 về cái khả năng lọc không khí cũng như là khử mùi của nó. Dĩ nhiên là các bạn có thể tham khảo thêm thông tin về nó thông qua cái trang web AirDock cũng như là những model khác. Hiện tại thì mình thấy rằng AirDock đang đưa ra cái ưu đãi cho những cái model này. Ví dụ chúng ta có thể dùng nó trong 30 ngày và hoàn trả lại miễn phí nếu như không thích. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video mình chia sẻ về AirDock X5 và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình nhé.